Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh tin mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, sau nhiều tuần mưa xối xả, nhiều nơi ở miền Nam đã biến thành đầm lầy do lũ bên ngoài và úng bên trong. Mực nước của dòng chính sông Dương Tử đang tiến gần đến mặt đường của bờ kè ở Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Giang Tô. Theo Tổng cục Phòng chống lụt bão, tính từ đầu mùa lũ đến ngày hôm nay, 1.192 quận huyện của 26 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước đã phải hứng chịu thiên tai lũ lụt. 2.942.000 ha hoa màu bị mất, dân số bị ảnh hưởng là 32,82 triệu người, phải chuyển đi khẩn cấp 1,48 triệu người, 186 người chết và 45 người mất tích do thiên tai, 56.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng hơn 50,6 tỷ nhân dân tệ. Vũ Hán chắc chắn là mất bão trong trận thiên tai nghiêm trọng này. Trong những năm gần đây, ga đường sắt cao tốc Vũ Hán mới được xây dựng, một số ga tàu điện ngầm trên tuyến số 4 và thậm chí cả ký túc xá của trường đại học đều bị bỏ trống. Quận Tân Châu và quận Thanh Sơn tương đối thấp đã từng bị lũ lụt tàn phá hoàn toàn không thể nhận ra. Thủ tướng Lý Khắc Cường của Quốc vụ viện cũng đã đi về phía Nam để chỉ đạo triển khai ứng cứu với thảm họa lũ lụt. Từ hai ngày qua, ông đã đến An Huy, Hồ Nam và Hồ Bắc để triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp. Quê hương của Sao Quan là một trong những khu vực thường xuyên và là khu vực chính chịu lũ lụt nhiều nhất ở tỉnh Hồ Bắc, nhưng anh không tự hào về điều đó. Trận lụt kinh hoàng năm 1998 đã thực sự xảy ra ngay trước cửa nhà. Cuối cùng, dù không khẩn trương di rời, nhưng nỗi kinh hoàng của thiên nhiên ngày một lớn dần lên. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của các chiến sĩ cảnh sát vũ trang xây tường chống lũ bằng thân mình, tôi lại nhớ đến những gương mặt trẻ thơ tương tự ấy. Tất nhiên, Siwan không ở đây để khuấy động tình cảm. Sau năm 1998, các vùng bị thiên tai đã được Trung ương hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình thủy lợi và đạt được kết quả đáng kể. Trong quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, sự đầu tư của chính quyền địa phương cho hệ thống thoát nước là không nhỏ. Đó là lý do mà lũ lụt bên ngoài và ngập úng bên trong năm nay không quá nghiêm trọng. Giáo sư Mao Shulong thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc đã viết một bài báo trên tờ Tin tức Bắc Kinh hôm thứ Ba cho rằng có sự thay đổi về cơ chế kiểm soát lũ lụt. Do cơ chế kiểm soát lũ lụt đã tập trung tốt hơn năm 1998, nên mức độ nghiêm trọng của thiên tai ít hơn năm 1998. Nhưng so với giá trị trung bình sau năm 2000 thì thiệt hại về kinh tế đã cao hơn 51%. Nhà sập chỉ chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ. Khía cạnh này cho thấy trong 10 năm qua, năng lực phòng chống lũ lụt đã được nâng lên rất nhiều, giảm diện tích bị ảnh hưởng, dân số bị ảnh hưởng, dân số chết và nhà sập cũng đã giảm đáng kể. Nhưng mặt khác, công tác kiểm soát lũ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục và cải thiện, vì thiệt hại về kinh tế không những không giảm mà còn tăng. Về cơ cấu quản trị, cơ chế một trung tâm, cơ chế đa trung tâm và cơ chế làm phẳng cần phối hợp với nhau một cách liên hoàn. Cơ chế một trung tâm là một cơ chế tương đối truyền thống. Ưu điểm của nó là có thể tập trung thông tin kịp thời, tập trung tài liệu, sau đó tập trung ra quyết định, phân bổ tập trung tài liệu cứu trợ thiên tai và tập trung nỗ lực để giải quyết các vấn đề lớn. Cơ chế đa trung tâm có thể giải quyết các vấn đề tương đối nhỏ một cách nhanh chóng mà không cần ra quyết định tập trung. Và chỉ huy tập trung trong các trường hợp khẩn cấp. Trong nhiều trường hợp, các vấn đề tương đối nhỏ có thể được giải quyết từ trong trứng nước thay vì hình thành các vấn đề lớn. Cơ chế san bằng thường là cơ chế của thị trường. Trong nhiều trường hợp, cơ chế thị trường có thể nhanh chóng tìm ra nơi thiếu nguyên vật liệu và cải thiện trực tiếp việc phân bổ nguyên vật liệu thông qua hệ thống phân phối thị trường, nhờ đó nâng cao khả năng chống chọi với thiên tai. Người phụ trách truyền thông cấp cao quê hương của Yu Shedong ở miền Nam Giang Tô cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông cảm thấy rằng không thể đổ lỗi cho El Nino, cho thiên tai gây ra thảm họa. Đổ lỗi cho thiên tai là điều dễ hiểu nhất. Tuy nhiên, nguy cơ mưa, úng ngày nay đã trở thành bình thường, nhưng nó lại cho thấy sự bất thường. Ngoài lý do năm nay mưa đặc biệt lớn, không chỉ tại thiên tai mà còn những nguyên nhân khác nữa do chính con người gây ra. Trong những năm qua, để phát triển kinh tế,
chính quyền một số địa phương đã dành tâm sức cho việc xây dựng các khu công nghiệp và đô thị để thu hút đầu tư, quy hoạch, đã chú ý đến các công trình nhà xưởng và đường giao thông trong các khu công viên, nhưng thường bỏ qua việc quản lý sông ngòi. Thêm vào đó, một số nơi đô thị hóa mới và cái gọi là chính sách đất đai màu mỡ vạn người mê, di rời nhà cửa, làng xóm để xây dựng cộng đồng, bỏ trống chuồng nuôi chim, mở rộng đất làm khu công nghiệp. Một số con sông từng chẳng chịt về mọi hướng với dòng nước trong veo đã bị chôn lấp, bị tắc nghẽn hoặc bị ô nhiễm. Ví dụ như ở quê tôi quen thuộc, các con sông đã bị giảm hơn 2/3, Yu Shedong nói. Vì vậy, mưa liên tục, nước chỉ có thể đọng lại trên nền bê tông và chảy ra cống rãnh bên đường. Dù là thành phố cũ hay thị trấn mới, việc xây dựng cống đều bị chỉ trích vì khả năng hạn chế của chúng và hệ thống nước còn lại. Rất khó để chia sẻ trách nhiệm của trái đất. Tất cả những gì anh ta có thể chọn là phương pháp mà cha của Dai Yun-gun đã sử dụng và ngăn chặn. Trong trường hợp này, nguy cơ mưa lớn nước có thể trở nên tồi tệ hơn mỗi năm. Đến sớm còn tồi tệ hơn là trùng hợp. Các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Tang Mu, cựu giám đốc trung tâm kẻ Vũ Hán, từ năm 2005 đến năm 2013, chi phí cho dự án hối lộ gần 1 tỷ nhân dân tệ, bao gồm cả dự án gia cố sông Yushui và bờ kè phía Tây vừa bị sập. Chi phí của dự án là 31,86 triệu nhân dân tệ. Tờ Phoenix Review hôm thứ Năm đã không để lọt thông tin vụ bê bối này. So với những thất bại của các con đê phòng chống lũ lụt, chẳng hạn như sự quản lý và buông lỏng của con đê, thì sự tham nhũng của các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm quản lý nước thường nguy hại hơn. Điều này không chỉ thể hiện ở sự xa hoa lạm dụng công quỹ, mà nếu không kịp thời dẹp bỏ tệ nạn tham nhũng đó, thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều con đập khác bị đe dọa đến sinh mạng của hàng triệu người dân. Đồng thời với phòng chống lũ lụt cứu nạn khẩn cấp, thì phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất lương, tiêu diệt tội phạm và bắt chúng phải chịu trách nhiệm. Chúng không những không làm tiêu tan bầu không khí tốt đẹp của phòng thủ nghiêm ngặt và ý chí đoàn kết đã hình thành, mà còn vì sự chống phá kịp thời và mạnh mẽ hành vi tham nhũng này, nó sẽ kích thích lòng hăng hái chống lũ lụt của nhân dân và trên cơ sở dập tắt sự phẫn nộ của quần chúng và khơi thông nguồn gốc, tạo ra một môi trường để có thể tập trung vào sự sống và cái chết. Càng vào thời điểm quan trọng này, chúng ta càng nên quay về cội nguồn và làm công việc trừ gian diệt ác. Chúng ta không thể bỏ qua các manh mối tham nhũng vì các vụ án các quan chức tham nhũng này đã được giải quyết cũng không thể cố gắng che đậy, né tránh các vấn đề then chốt chỉ vì đó là thời thế. Mọi người phải biết rằng đối mặt với vấn đề và giải quyết nó là tư thế đúng đắn nhất vào lúc này. Thưa quý vị, Phượng Hoàng Cổ Trấn, một thị trấn cổ có bề dày hơn 2.000 năm lịch sử, vừa trở thành địa điểm mới nhất bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Trung Quốc. Báo Taiwan News hôm nay đưa tin Phượng Hoàng Cổ Trấn bị ngập lụt trong những ngày gần đây. Cổ trấn này nằm trên một nhánh của sông Dương Tử thuộc tỉnh Hồ Nam, hình thành từ thời Xuân Thu năm 770 đến 476 trước Công Nguyên. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết mưa lớn xảy ra trên các con sông Ngô Giang, Tiểu Giang và Đà Giang, sông chính của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Cho đến hai hôm trước, hai bờ sông Đà Giang bắt đầu bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ chảy xiết. Video do cư dân địa phương đăng tải trực tuyến hôm qua cho thấy, dòng nước chứa đầy phù sa chảy qua đường phố ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, nước ngập đến vai, khiến ít nhất 40 người bị mắc kẹt. Ở những khu vực hiện đại hơn của Cổ Trấn, các phương tiện và người đi bộ đang vật lộn để di chuyển qua những vùng nước xoáy màu nâu. Một đoạn video khác quay cảnh mưa lớn, mực nước dâng cao, mọi người vất vả đi lại và mảnh vụn, rác vương vãi khắp nơi. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, mưa sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày mai, với mưa vừa đến mưa lớn ở miền Trung và miền Bắc Hồ Nam, bầu trời nhiều mây ở phía Đông Nam Hồ Nam và mưa nhẹ đến dông bão ở các khu vực khác của tỉnh. Cũng trong ngày hôm qua, CMA đưa ra cảnh báo mưa lớn trên khắp Trung Quốc ngày thứ 32 liên tiếp. Dự báo sẽ có mưa bão ở Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc và các khu vực khác với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa tối đa là 40-80mm. Theo Liberty Times, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đang hứng chịu những cơn mưa liên tục, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bước vào mùa lũ. Tối hôm qua, lũ lụt bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường
buộc nhà chức trách ban hành cảnh báo khẩn cấp cấp độ 4. Riêng tỉnh Chiết Giang tính đến chiều hôm qua, tổng lượng nước tại các hồ chứa lớn và vừa là 27,268 tỷ mét khối, tăng 3,804 tỷ mét khối so với thời điểm trước mùa mưa. Dự báo mưa sẽ kéo dài trong ít nhất 10 ngày nữa. Trang AgeOne hôm nay cho biết lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 14 triệu người, làm 87 người thiệt mạng và mất tích và 729.000 người phải sơ tán. Hơn 8.000 ngôi nhà bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại kể từ đầu tháng này. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính gần 26 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, quý vị thân mến, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã quyết định ủng hộ Chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và động đất. Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, từ đầu mùa lũ đến nay, mưa lớn, lũ lụt và động đất đã xảy ra tại nhiều địa phương của Trung Quốc, gây tổn thất và thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!